Rồi các bạn vào đi nha, rồi mình sẽ chuẩn bị học. Thì anh sẽ dạy từ chương 4 này, chương 5 này, xong quay lại chương 3 rồi cuối cùng mình sẽ ôn tập nhá. Chào anh, chào Đức Anh. Một số bạn biết điểm rồi đấy, anh thấy là khá là ổn đấy. Thì cố gắng cuối kỳ đó thôi. Phần cuối kỳ thì nó cũng không quá là nặng đâu. Nên là các bạn sẽ cố gắng học nha. Cuối kỳ hầu hết là các cái dạng toán anh đã đưa hết về theo các cái bước rồi, các trình tự rồi. Bọn em thì sẽ chỉ cần làm một vài bài là sẽ quen thôi nhá. Thường thì phần cuối kỳ sẽ có khoảng 5 điểm, giữa kỳ 5 điểm. Sau khi mà dạy xong hết tất cả các bạn đấy thì anh nhận thấy một điều rằng là các bạn lại cảm thấy rất là khó khăn khi quay lại ôn tập phần chương 1, chương 2 ấy. Nên là bọn em cố gắng là trong quá trình mà mình học ấy thì mình thi thoảng xem lại chương 1, chương 2 đi nhá. Còn chương 4, chương 5 thực ra nó không khó đâu, nó có các bước làm hết rồi mà. Nhá. Rồi, bắt đầu. Vào nhá. Hôm nay sẽ chạy chương 4 luôn. Được chưa? Chương 4. Chương 4. Phần ước lượng điểm. À, ước lượng khoảng. Ước lượng điểm thì mặc dù nó không thi vào là phần giảm tải nhưng mà anh sẽ nói qua qua một chút để bọn em phân biệt nhá. Tại vì các năm trước khi mà anh không đả động ấy thì trong quá trình mà dạy anh nói đi nói lại rồi nhưng mà một số bạn vẫn cứ quên đấy, thấy chưa? Rồi để ý cho anh này, một số những cái ký hiệu mà bọn em cần phải lưu ý này. Đây, đầu tiên đó là một này, trung bình mẫu, trung bình mẫu ngẫu nhiên, mẫu ngẫu nhiên, nhiên thì được ký hiệu là x lớn, được chưa? Trung bình x lớn ngang, được chưa? Còn x lớn thì đơn thuần nó là mẫu ngẫu nhiên thôi, một trên n. Thực ra thì anh đưa công thức thôi nhưng mà em không cần nhớ công thức này cũng được, tại vì lát nữa anh sẽ dạy cách ấn máy tính nhá. Đi thi thì ấn máy tính rồi mình ghi kết quả vào thôi, được chưa? XY. Cái này, cái thứ hai tương tự với nó đó là trung bình mẫu cụ thể. Và thường khi mình tính toán ấy, mình sẽ phải làm việc với trung bình mẫu cụ thể nhé. Mẫu cụ thể. Thực ra thì trung bình mẫu cụ thể hay là nhiều khi ấy, khi mà ra bài ấy, thì người ta sẽ không nói rõ đâu. Người ta chỉ gọi ghi là trung bình mẫu thì bọn em cũng phải hiểu đấy là trung bình mẫu cụ thể nhá. Ký hiệu là x nhỏ này. Chưa? Bằng 1 trên n tổng sigma y bằng 1 tới n của x y, được chưa? Rồi, trung bình. Đây nhá, đây là gọi là trung bình. Đây là một cái gì? Được coi như một cái mới mà bọn em mới thấy đúng không? Ở chương 2 hay là chương 3 thì bọn em chỉ thấy rằng là nó có kỳ vọng này, có trung bình thôi, được chưa? Thì ngoài ra ở đây cái này cũng được coi như là một cái gì đó tương đương với lại mi hay là ex ấy, được chưa? Nhưng mà từ chương này ấy thì người ta sẽ dùng mi chứ người ta không dùng ex nữa nhá. Ít dùng ex lắm. Được chưa? Thì mi này cũng được theo coi như là tương đương với lại cái x x nhỏ ngang này, được chưa? Hai cái thì cũng cái này cũng có thể gọi là trung bình mẫu này, cái này gọi là trung bình này, hoặc cái này gọi là kỳ vọng này, được chưa? Rồi, tiếp này. Ba là cái phương sai mẫu chưa hiệu chỉnh. Phương sai mẫu chưa hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh. Thì ở đây, phương sai mẫu chưa hiệu chỉnh sẽ được ký hiệu là S lớn bình sẽ bằng là 1 trên n của tổng sigma y bằng 1 tới vô cùng của tới n đi. Của x y trừ đi x ngang tất cả bình. Còn 4 là phương sai mẫu hiệu chỉnh này. Phương sai mẫu hiệu chỉnh thì được ký hiệu là S nhỏ và mình cũng thường là dùng với S nhỏ nhá. Ít bài mình dùng với ít S lớn á.
N của x y trừ x ngang bình phương. Được chưa? Rồi, cái này thì cũng có một cái tương đương, đó là phương sai thì chúng ta thấy quen đúng không? Chính là sigma bình phương chính là bằng vx ấy. Sigma thì được gọi là độ lệch chuẩn đúng không? Bình phương lên thì chính là vx đấy, chính là phương sai ấy. Được chưa? Thường khi mà làm bài các cái dạng bài thì tí nữa anh sẽ chia ra và anh sẽ lưu ý rõ cho bọn em, nhưng mà thường này, cái cặp đôi này sẽ đi với nhau này. Cặp đôi x ngang với lại s nhỏ sẽ đi với nhau, được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ dạy cách mở máy tính nhá. Trong lúc mà anh setup ấy thì các bạn có thể mở cho anh cái phần bài tập chương 4 ra. Hôm trước anh đã gửi cái phần bài tập chương 4 lên nhóm rồi ấy. Thì bọn em mở ra nhá. Mở bài tập chương 4 ra. Thì anh sẽ dạy cách ấn máy tính. Ví dụ như bài 3 ở trang 1 ấy, thì bài này người ta cho cái bảng thì bọn em phải ấn máy tính thì mới đưa ra được kết quả. Hiện tại thì trên tay anh chỉ có một cái FX570 thôi. Cái FX580 thì hiện tại anh không có ở đây nên anh khó hướng dẫn cho các bạn được. Thì những bạn nào hiện tại mà đang dùng FX580 ấy thì có thể lát nữa nhá, bọn em out cái line ra. Thì bài đăng trước của anh có gắn cái link về anh dạy chương 4 cho các bạn ở kỳ trước ấy. Thì kỳ trước hình như là anh hướng dẫn cả hai máy rồi ấy. Hoặc là chắc chắn là sẽ có 580, được chưa? Còn những bạn 580 mà giờ không ấn được ấy, hoặc đã biết rồi thì bỏ qua nhá. Còn không ấn được thì hoặc đến khi xem video vẫn chưa ấn được thì liên hệ cho anh nhá. Tại vì anh không có cái máy ở đấy. Máy 580 ở đây. Đây. Máy 570 thì anh sẽ hướng dẫn như sau này. Đầu tiên thì mình sẽ phải on cái chế độ ấy lên. Ấn shift này. Mode, được chưa? Shift mode xuống. Shift mode xuống. Thấy 4 này, cái sẽ start đấy. Rồi, có frequency thì mình on nó lên nhá. Một là on. Rồi, nó trở về màn hình bình thường này. Tiếp theo này, mode này. Được chưa? Ấn vào 3 này, vẫn cái start đấy. 3 này, ấn 1 này. Rồi. Mode 31, được chưa? Bây giờ thấy hai cột, một cột là x, một cột là viết tắt của frequency. Đó là cái tần số, cái số lần xuất hiện của nó đấy. Được chưa? Ví dụ anh sẽ nhập ở bài 3 vào nhá. Ở trên trọng lượng chính là các cái x nhỏ thôi, được chưa? Thì có phải là 150 này, 160 này, 165 này, 170 này, 180, 185, được chưa? Bây giờ mình quay lại nhập bên cột tần số nhá. Được chưa? Đây là 4 này, 16 này. 4 16 25 này. 30 này. 15 này, 10. Được chưa? Rồi ấn AC ra. AC ra màn hình chính. Xong ấn Shift này. 1. Shift 1 4. Rồi nó sẽ xuất hiện ra cho bọn em 4 cái, đó là N này, x ngang này, sigma x này, SX. Thì khi mà người ta cho bảng này thì bọn em sẽ cần lấy hai thông số thứ hai và thứ 4, chính là x ngang và SX. Được chưa? Thì em sẽ ấn là 2 bằng. Thì ở đây nó sẽ ra là 169 phần và phải 35 160, thì cái này chính là x ngang này, được chưa? Bây giờ mình muốn lấy SX thì chính là vẫn AC ra ngoài này, shift 14 xong rồi ấn 4 phát. Rồi SX đây bằng S thì sẽ bằng là 8,723. Đấy. Đơn giản. Có bạn nào mà dùng 570 khi mà anh hướng dẫn xong thì thực hành xem là ấn được chưa nhá, trước khi mà mình chuẩn bị đi vào những cái dạng bài nhá.
Ok. Rồi, xong những cái râu ria đầu đầu, được chưa? Bây giờ sẽ đi vào các cái dạng toán. Ở trong đây, anh sẽ phân ra chương 4 và chương 5 thì các cái dạng nó sẽ tương tự như nhau nhá. Được chưa? Các dạng sẽ tương tự nhau. Ôi chết rồi. Hình như đợt trước cái thằng Bình nó hỏi anh cái gì mà anh hình như vừa mà anh mới nhớ ra cái anh đã từng thằng Bình nó đã hỏi anh tin nhắn gì. Rồi. Đầu tiên, phần ước lượng khoảng, ước lượng khoảng. Ước lượng khoảng đây thì sẽ được chia ra làm hai cái, đó là ước lượng cho kỳ vọng. Kỳ vọng này và một cái là ước lượng cho tỷ lệ. Tỷ lệ, được chưa? Ở ước lượng cho kỳ vọng thì bọn em sẽ có 3 dạng bài, được chưa? Có 3 dạng bài. Dạng bài đầu tiên là đề bài chưa cho sigma, à sigma đã biết này. Đã biết. Tiếp theo là sigma chưa biết. Chưa biết. Nhưng mà mẫu của nó sẽ mẫu là nó nhỏ hơn 30 và sigma chưa biết à đã đúng rồi chưa biết. Nhưng mà là lớn hơn 30. Đấy. Có 3 dạng bài như này nhá. Tỷ lệ thì nó chỉ có một dạng bài duy nhất thôi. Được chưa? Và học kỹ cái chương này kiểu gì cũng sẽ có một câu. Sang đến cái chương sau là kiểm định thì cũng là sẽ có kiểm định cho kỳ vọng và kiểm định cho tỷ lệ. Kiểm định cho kỳ vọng thì có 3 dạng bài như này, kiểm định cho tỷ lệ có một dạng bài. Chứ nó sẽ tương tự nhau như thế. Được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ đi vào cái dạng đầu tiên nhá. À. A này. Ước lượng khoảng. Lượng khoảng. Cho tỷ lệ, à cho kỳ vọng. Được chưa? Thì ở đây anh chia ra trường hợp đầu tiên này. Đó là sigma của mình đã biết. Sigma đã biết nghĩa là trong đề bài người ta đã cho sigma rồi, mình không cần phải tính toán gì cả. Được chưa? Đấy cũng chính là cái dấu hiệu mà bọn em sẽ làm được. Ví dụ trong một cái đề bài người ta sẽ nói bọn em là với trung bình là như thế này và độ lệch chuẩn là như thế kia. Sigma là để độ lệch chuẩn mà. Thì hoặc là cho phương sai như thế này và trung bình thế kia. Cho phương sai hoặc cho độ lệch chuẩn thì nó cũng như nhau mà. Hai cái có thể là biến đổi sang nhau. Đây, ví dụ như là cái bài 1 bọn em đọc qua sẽ thấy được cái dấu hiệu của nó nhá. Ví dụ là tuổi thọ của một loại bóng đèn do dây chuyền công nghệ sản xuất có độ lệch chuẩn là 305 giờ. Người ta lấy ngẫu nhiên ra 45 bóng đèn loại này, thấy tuổi thọ trung bình là 2150 với độ tin cậy là 95%, hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn nói trên. Rõ ràng là đọc đề anh đã biết là độ lệch chuẩn là 305, trung bình là 2150 rồi. Nó rất là rõ ràng là đây là chính là cái dạng 1, được chưa? Rồi, phương pháp giải quyết thì làm như sau cho anh này. Anh đã chia thành các bước cho bọn em nhé. Bước 1 là gọi biến ngẫu nhiên. Gọi biến ngẫu nhiên. Bước 2, chọn thống kê. Chọn thống kê. Cách bước chọn thống kê này thì ở các trường hợp thì các bài làm giống y hệt nhau nhá. Z sẽ bằng là x ngang lớn, x lớn ngang chính là trung bình mẫu ngẫu nhiên trừ đi mu. Mu chính là trung bình ấy hay là kỳ vọng chia cho sigma nhân căn n xấp xỉ chuẩn 0,1. N 0,1 này là chuẩn 0,1 nhá. Được chưa? Bước 3 là từ bảng số liệu mà chúng ta sẽ phải hoặc từ yêu cầu của đề bài này, từ yêu cầu đề bài, yêu cầu đề và hoặc và những cái dữ liệu này, dữ liệu để đi trả lời câu hỏi, rồi câu hỏi và câu hỏi của chúng ta thường vào ba dạng sau này. Dạng thứ nhất này, tìm ước lượng trung bình hoặc ước lượng trung bình hoặc ước lượng đối xứng. Nếu người ta bảo ước lượng trung bình hoặc ước lượng không thôi, không nói cái gì cả thì hiểu đấy là ước lượng đối xứng. Được chưa? Thì ước lượng đối xứng như sau này. Khoảng
ước lượng đối xứng là mi trừ đi u của 1 trừ alpha chia 2 nhân với sigma chia cho căn n đến mi cộng với u của 1 trừ alpha chia 2 nhân với lại sigma chia cho căn n. Thì ở đây anh sẽ gợi ý cho bọn em, anh sẽ giải thích một số thông số cho bọn em nhá. Mi thì chính là trung bình hay chính là kỳ vọng mà đề bài đã cho rồi, được chưa? Sang chương này thì bọn em tập làm quen với mi là trung bình nhá. Sigma là độ lệch chuẩn, n là số phần tử. Đây u một trừ alpha chính là cái hệ số của độ tin cậy, mình sẽ phải tra bảng Laplace, được chưa? Đây khoảng ước lượng đối xứng như thế nhá. Hai cái khoảng ước lượng sau thì nó cực kỳ ít thi vào, cực kỳ hiếm thì, nhưng mà cũng phải biết công thức nhá. Nếu mày nó vào cái lại toang. Khoảng ước lượng này phía trái tối đa, khoảng ước lượng phía trái chính là âm vô cùng tới này mi cộng với lại u của 1 trừ alpha nhân sigma chia căn n, và khoảng ước lượng phía phải phải hay chính là tối thiểu đấy. Là từ mi trừ đi u của 1 trừ alpha nhân sigma chia cho căn n tới dương vô cùng này. Có thể bọn em sẽ chưa nhận ra một cái điều sau, anh sẽ cố gắng là cho bọn em một vài quy luật để bọn em nhìn cho dễ nhá. Ở đây khoảng ước lượng đối xứng ấy, cái hệ số Laplace này luôn luôn là u của 1 trừ alpha chia 2. Lát nữa bọn em làm một số bài thì toàn là 1 trừ alpha. Đối xứng thì nó luôn luôn là 1 trừ alpha chia 2. Nhưng mà đến một phía thì luôn luôn là 1 trừ alpha này. Đấy. Được chưa? Cố gắng để ý cái quy luật, tại vì ở đây nó sẽ rất là nhiều dạng bài, bọn em sẽ khá là khó nhớ nhá. Và một cái điều nữa bọn em có thể lên biết, đó là cái trường hợp 1 này nó cực kỳ hiếm thi, nhưng anh vẫn dạy để cho bọn em biết và bọn em có một cái gì phát triển lên ở cả một số cái trường hợp sau. Các trường hợp sau nó thi nhiều hơn, ví dụ nó cho bảng để bọn em xử lý một chút đấy, kiểu vậy thì nó thi nhiều hơn nhá. Rồi cứ làm để cho nó hiểu nhá. Các bạn mà hiểu rồi thì đọc cho anh bài 1 trang 1. Còn bạn nào thắc mắc thì comment giúp anh. Mình cùng đọc nhá. Tuổi thọ của một loại bóng đèn do một dây chuyền sản xuất, bài 1 này, do một dây chuyền sản xuất có độ lệch chuẩn là sigma bằng 305. Phải người ta lấy ngẫu nhiên ra 45 bóng đèn, vậy là mẫu ở đây là 45 bóng đèn. Thấy tuổi thọ trung bình thì chính là mi 2150 với độ tin cậy là 95%. Độ tin cậy thì được định nghĩa là 1 trừ alpha sẽ bằng 0,95, được chưa? Độ tin cậy đấy. Rồi hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn nói trên. Không nói gì thì sẽ được hiểu đây là ước lượng đối xứng nha. Bây giờ anh bước 1 này, anh gọi x là biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ của loại bóng đèn trên. Được chưa? Bước 2, anh đi chọn thống kê. Ở đây chọn thống kê thì Z sẽ bằng là x ngang trừ đi mi chia cho
sigma nhân căn n sấp xỉ chuẩn 0,1. Được chưa? Bước 3. Theo bài ra ta có là một trừ alpha bằng 0,95. Thì suy ra alpha ở đây sẽ bằng 0,05. Mà khoảng ước lượng đối xứng đây thì mình phải tính u của 1 trừ alpha trên 2 đúng không? Thì anh suy ra u của 1 trừ alpha chia 2 thì chính là u của bao nhiêu? Alpha chia 2 là 0,025 thì cái này sẽ 0,975. Được chưa? Rồi, ở đây sẽ tra bảng lam lắp sơ, bảng cuối sách thầy Quỳ. Đối với một số bạn mà học bên MI3180 ấy thì có một quyển sách khác, và nhớ cho anh cái bảng đấy là bảng đã đưa về dạng chuẩn 0,1 rồi nhá, nhưng còn bảng của thầy Quỳ là bảng tổng quát, chưa đưa về dạng chuẩn 0,1. Muốn đưa về dạng chuẩn 0,1 thì bọn em phải lấy cái giá trị này này. Đây, giá trị 0,975 này trừ đi 0,5, sau đó mới tra vào đây. Được chưa? 0,975 trừ đi 0,5 bằng 0,475. Tìm 0,475 trong cái bảng này. Được chưa? Đây. Bọn em sẽ thấy này. Đây 475 đây đúng không? Anh bảo là 475, nhưng mà trước đây nó sẽ có một số 0 đúng không? Chính là 0,475 đây. Thì mình kéo ra 1,9 này, kéo lên là 6, thì vậy cái này sẽ là 1,96. Được chưa? Cái này bằng 1,96. Rồi, có đầy đủ thông số rồi thì anh sẽ ghi là khoảng ước lượng đối xứng cần tìm là khoảng ước lượng đối xứng. Lúc này anh viết lại công thức, đó là mi trừ đi u của 1 trừ alpha chia 2 nhân sigma chia căn n đến mi cộng với lại u của 1 trừ alpha chia 2 nhân sigma chia căn n. Một cái tip là anh thường là anh sẽ ghi công thức tổng quát của nó trước, sau anh mới ghi thêm một từ thay số ở bên, để là nếu mà mình có một thay số sai ấy thì ít ra mình sẽ có điểm nhá. Thay số vào thì cái này mi thì đề bài cho là bao nhiêu nhỉ? 2150 trừ đi sigma là u 1 trừ alpha chia 2 là 1,96, nhân sigma là 305, chia cho căn n là căn 45, tới 2150 cộng với 1,96 nhân 305 chia căn 45. Bây giờ bọn em hoàn toàn có thể đưa về, ấn máy tính rồi đưa về dạng khoảng từ đâu đâu thôi, đúng không? Đây là ước lượng khoảng, đây khoảng ước lượng của mình cần đã tìm ra. Được chưa? Rồi, xem bài này bọn em có thắc mắc gì không nhá. Cứ xem đi. Có thắc mắc gì không nhá? Không có thắc mắc gì đúng không?
Không có thắc mắc gì anh sẽ chuyển sang dạng tiếp theo nhé. Thắc mắc thì cứ comment đi, mình sẽ giải thích. Rồi, đi sang trường hợp 2 nhá. Trường hợp 2 đó là sigma chưa biết và n nhỏ hơn 30. Được chưa? Đề bài sẽ chưa cho mọi em biết sigma và số mẫu người ta sẽ dấu hiệu nhá. Dấu hiệu này. Dạng này hay thi nhá, để ý vào. Dấu hiệu này sẽ cho bảng để ấn máy tìm x ngang và s, được chưa? Số phần tử nhỏ hơn 30. Đấy. Giải quyết như sau này. Bước 1, bọn em vẫn gọi biến ngẫu nhiên. Bước 2, chọn thống kê. Chọn thống kê. Thực ra bước 1 gọi biến ngẫu nhiên rồi tính x ngang và s luôn. Chọn thống kê. Z lúc này sẽ bằng là x ngang trừ đi mi chia cho s nhân căn n sấp xỉ t n trừ 1. T n trừ 1, cái trường hợp này đó chính là bảng phải không phải tra bảng master nữa, mà ở đây sẽ phải tra bảng student. Được chưa? Rồi, bước 3 là tìm khoảng ước lượng. Thì mình vẫn có 3 trường hợp thôi. Khoảng trường hợp 1 đó là ước lượng đối xứng. Ước lượng đối xứng ở đây sẽ là x ngang trừ đi tn trừ 1,1 trừ alpha chia 2. Thấy không? Cứ đối xứng là có alpha 1 trừ alpha chia 2 nhân s chia cho căn n đến x ngang cộng với t của n trừ 1 đến 1 trừ alpha chia 2 nhân s chia cho căn n. Được chưa? Tiếp này là ước lượng phía trái. Ở đây sẽ là từ âm vô cùng tới x ngang cộng với lại tn trừ 1 nhân với 1 trừ phải 1 trừ alpha. Tại vì cái bảng student này nó tra với hai cái thông số đó là một là n và với alpha nữa nhá. S chia cho căn n. Cái tiếp theo đó là ước lượng phía phải. Ở đây sẽ là x ngang trừ đi tn trừ 1,1 trừ alpha nhân s chia cho căn n tới dương vô cùng. Đấy. Khá đơn giản nhỉ, chỉ cần là nhớ thôi. Rồi, bạn nào xong rồi, không thắc mắc gì, đọc cho anh 76 nhá. 76, đọc cho anh 76. Bài 6 là số liệu dưới đây cho nồng độ một hóa chất trong 16 mẫu nước ở một vùng. Trong cái dưới bảng ở dưới ấy, với độ tin cậy là 95%, hãy
Tìm ước lượng khoảng cho lồng độ trung bình của loại hóa chất trên. Giả sử lồng độ đó biến thiên theo tuân theo luật phân phối chuẩn. Nhiều bạn sẽ đặt ra vài câu hỏi ở đây cho anh này. Cái câu hỏi đầu tiên, anh bảo đây là xấp xỉ theo phân phối student, nhưng mà trong bài nó bảo giả sử nó biến thiên theo phân phối chuẩn cơ mà. Thì trong đấy thì bọn em phải biết đấy là điều kiện cần thôi. Mình sẽ chú ý vào cái số phần tử này mà mình làm theo đúng cái dạng của nó nha. Tiếp theo này, cái bảng này sao bình thường mấy cái bảng anh cho em thấy nó có hai hàng ở dưới, nó có số lần xuất hiện cơ mà, sao bảng này chỉ có một hàng thôi? Bảng này thì bọn em có hai cách xử lý nhá. Xử lý thứ nhất là bọn em tự tổng hợp lại thành là xem là 6 xuất hiện mấy lần này, 7 xuất hiện mấy lần này, nhưng mà cái đấy hơi mất thời gian. Bây giờ bọn em cứ nhập hết vào máy tính và cột bên kia để chạy là 1, máy tính nó sẽ tự cộng lại cho bọn em. Được chưa? Rồi mình ấn nhá. 1 này, 3, 1, được chưa? Bên kia cứ để là 1, anh để là 7 này, 6 này, 6 này. 10, 8, 9, 11, 5, 4, 5, 9, 8, 4, 3, 6, 7, 3, 6, 7. Rồi, anh AC ra, ship 1, 4, 2. Anh tính được là 6,75 này, bài 6 nhá. Anh cứ gọi trước đi. Gọi bước 1 này. X là biến ngẫu nhiên chỉ lồng độ của loại hóa chất, lồng độ của loại hóa chất chất trên. Thì lúc này x ngang sẽ bằng 6,75 này. Được chưa? Tiếp nào. Ship 144, S sẽ bằng, anh lấy là 2,3 nhé. Được chưa? Rồi, xong bước 1, bước 2 là chọn thống kê. Z bằng x ngang trừ đi mi chia cho S nhân căn N sẽ xấp xỉ TN trừ 1. Được chưa? Bước 3 là tìm khoảng. Ở đây thì theo bài ra ta có là gì? Ra ta có là 1 trừ alpha sẽ bằng 0,95 đúng không? Thì anh tính ra alpha ở đây sẽ là, người ta cho độ tin cậy là 95% mà, alpha đấy sẽ là 0,05. Nhưng ở đây anh phải tính t của n trừ 1,1 trừ alpha trên 2, tại vì ở đây không nói gì thì hiểu là ước lượng đối xứng, đúng chưa? Cái này sẽ bằng là t, t là 16 thì cái này sẽ là 15 này, phải 1 trừ alpha trên 2 chính là 0,975 bằng. Mình sẽ tra bảng student như sau nhá. Đây chính là bảng student, vẫn là trong sách thầy quỳ thôi. Được chưa? Đây. Anh sẽ tìm đến cái, đây là cột N này. Đây là cột của 1 trừ alpha này. Thì cột N đây sẽ, đây 15 đây, anh dừng lại ở đây. 0,975 đây đúng không? Kéo xuống, kéo sang chính là 2,131 bằng 2,131. Xong. Bây giờ anh tìm ước lượng đối xứng thôi. Ước lượng đối xứng là ở đây sẽ chính là x ngang này trừ đi t của n trừ 1,1 trừ alpha chia 2 nhân s chia cho căn n phải x ngang cộng với lại t n trừ 1,1 trừ alpha chia 2 nhân s chia cho căn n, đóng ngoặc lại. Sau đó mình mới thay số. Thay số. Thay số vào nhá. Thì ở đây nó sẽ là có là x ngang bằng là 6,75 này trừ đi 2,131 nhân S là 2,3 chia cho căn 10 6,75 cộng 2,131 nhân 2,3 chia cho căn 16
Đấy, tính ra là ghi vào thôi là xong. Rồi, xem đi, xem lại còn có thắc mắc gì không nhá. Rồi, không thắc mắc gì thì mình lại chuyển sang dạng thứ ba, trường hợp 3. Trường hợp 3 là sigma chưa biết, nhưng mà n này, trường hợp 3, sigma chưa biết, n này, lớn hơn 30, được chưa? Đối với trường hợp này hơi đặc biệt một chút, được chưa? Nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng khi em đi thi thì em sẽ tra bảng ở đâu hay em được mang sách vào. Ở cuối đề thi nó sẽ in cho bọn em một vài cái giá trị mà em tra, được chưa? Nó như một cái bảng thu nhỏ đấy. Có những năm đề nó chỉ cho một bảng lắp ráp sơ. Có những năm đây nó chỉ cho một cái bảng student, được chưa? Thì cái bài việc của mình giải quyết cái bài của mình sẽ phụ thuộc phần khá nhiều vào cái việc mà đề cho cái bảng gì, được chưa? Nhiều khi là có những bài mà làm được theo cả hai cách, đúng không? Cả lắp ráp sơ hoặc student, nhưng bài nó chỉ cho bảng student thôi, mình không có bảng lắp ráp sơ để tra, thì bắt buộc mình phải làm theo phương pháp của bảng student nhá. Rồi, ở đây có hai cách, hai kiểu như sau. Được chưa? Có hai cách làm nhá. Bước 1 gọi biến ngẫu nhiên vẫn như thế rồi, được chưa? Bước 1 này, gọi biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên rồi tính x ngang này, s. Được chưa? Vẫn vậy. Bước 2 chọn thống kê, quên, rồi chọn thống kê thì có hai cách như sau này. Một là z sẽ bằng x ngang trừ đi mi chia cho s nhân với lại căn của n và xấp xỉ tn trừ 1 làm theo bảng student. Cách thứ hai đó là x ngang trừ đi mi chia s nhân căn n xấp xỉ n 0 1 ghi là do n lớn hơn 30. Được chưa? Khi mà lớn hơn 30 thì được phép xấp xỉ chuẩn 0,1, được chưa? Làm hai cách đều ra kết quả như nhau nhá. Rồi, bước 3. Thì nếu mà làm theo cách 1 đây nhá, cách 1 thì kết luận giống giống gì? Trường hợp 2. Được chưa? Làm cách 2 thì kết luận giống trường hợp 1, chỉ có cái khác đó là thay, mình thay gì nhỉ? Thay mi bằng s, thay mi bằng x ngang và thay sigma bằng s thôi, thế là xong. Đơn giản. Thực ra mình học qua mặc dù là nói là ba dạng nhưng mà nói tóm lại thì nó cũng chỉ là hai dạng thôi, đúng không? Nhớ cho anh là khi đi thi ấy thì không phải mình thích làm
kiểu nào thì làm nhá, nó sẽ phụ thuộc vào bài toán đề thi của bọn em cho bọn em bảng gì. Ví dụ mình đang làm theo lát sơ mà không có bảng lát sơ thì tra kiểu gì, đúng không? Rồi chỗ này xem có vấn đề gì không nhá, thì bảo anh. Rồi, anh sẽ làm một bài. Xem nào. Đây, bài 3 đi. Anh sẽ làm theo hai cách cho em xem nhá. Bài 3. Anh làm theo lắp ráp sớ chưa nhá? Bước 1 là gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ gì nhỉ, trọng lượng của trứng gà, trọng lượng của trứng gà. Đề hỏi cái gì thì mình sẽ trả gọi cái đấy thôi. Và cái bài 3 này vừa lại anh lúc đầu anh ấn x ngang với lại s bằng bao nhiêu nhỉ, x ngang với lại s tờ đầu tiên đây, lúc đầu anh ấn được là 169,35 và 8,72, được chưa? Bước 2, chọn thống kê, anh chọn đây là z sẽ bằng x ngang trừ đi mi chia cho s nhân căn n xấp xỉ N01, chuẩn 01 mà, do N lớn hơn 30, được chưa? Bước 3 là theo bài ra ta có là gì? Theo bài ra thì 1 trừ alpha ở đây đề bài cho là độ lệch độ tin cậy là chỉ có 90% thôi, là 0,9, suy ra alpha bằng 0,1. Đề bài cũng không nói là ước lượng khoảng trái hay phải đúng không? Thì hiển nhiên mình hiểu cái này sẽ là đối xứng. Đấy chưa? Thì lúc này anh phải tính là u của 1 trừ alpha chia 2 sẽ bằng. Bằng u của 0,95, đúng chưa? Mình tra ở trong cái kia, mình tra trong cái bảng của thầy Quỳ, bảng lát lát sơ thì mình phải trừ đi 0,5 thì cái này tra 0,45, tìm 0,45 trong đây, đây 0,45 đây nó không có giá trị chính xác đúng không, nó là 0,45053 thì em có thể lấy là không, lấy xấp xỉ cái lại cũng được là 1,65 nhá, 1,65. Rồi, ở đây thì bọn em sẽ tính được rồi, áp dụng ước lượng đối xứng rồi. Ước lượng đối xứng đây sẽ là x ngang này trừ đi u của 1 trừ alpha chia 2 nhân s chia cho căn n đến x ngang cộng với u của 1 trừ alpha chia 2 nhân s chia cho căn n. Và anh thay số thôi đúng không? Thay số. Thay số thì anh sẽ thay vào là 1,69 chứ. 69,35 này trừ đi 1,65 nhân S là bao nhiêu nhỉ? 8,72 chia cho căn N, ở đây sẽ là 100 quả trứng, là căn 100 phải 1,69,35 trừ đi 1, 65 à cộng chứ, nhân với 8,72 chia cho căn 100. Đây là bước 1, ở đây cách 1, được chưa?
sang cách một có vấn đề gì không nữa nhá. Xem bước 1 có vấn đề gì không nhá. À, cách 1. Sau đó anh sẽ trình bày cách 2 cho em xem. Rồi, anh sẽ trình bày cách 2 nhá. Cách 2 thì ở bước 1 nó vẫn như thế đúng không? Vẫn phải gọi biến ngẫu nhiên tính x ngang và s. Nhưng đến bước 2 thì cái chọn thống kê nó sẽ hơi khác một tí. Thì z lúc này sẽ là x ngang trừ mi chia s nhân căn n sẽ xấp xỉ tn trừ 1. Đây, đóng cái khung này vào. Bước 2, ở đây cách 2 nhá. Được chưa? Ở đây, cách 2 thì mình sẽ phải tính u ở t của n trừ 1 nhân à phải 1 chia alpha chia 2 cơ đúng không? Thì cái này sẽ bằng là t của 99 này phải 1 chia alpha thì bằng 0,95. Tra bảng. Đẩy cho em một cái chút là cái bảng student này nhá. Nó hơi đặc biệt một chút. Đó là nếu mà lớn hơn 29 thì nó sẽ được coi là vô cùng. Được chưa? Vậy thì tra ở đây 99 thì coi như vô cùng rồi, lớn hơn 29 là vô cùng mà. Đây, vô cùng này, tra 0,95 là 1,645. Được chưa? Bằng 1,645. Đấy, bây giờ có cái này rồi thì mình chỉ cần thay vào thôi. Có thấy 1,645 với lại cái 1,65 này nó gần bằng nhau không? Nó xấp xỉ bằng nhau nhá. Đi thi thì nhớ để ý xem đề bài cho em cái bảng gì. Được chưa? Thế thắc mắc gì không? No. Em kỹ đi, xem có thắc mắc gì không.
Rồi, không thắc mắc gì thì anh sẽ đi đến dạng tiếp theo nhá. Vừa nãy mình đã giải quyết xong 3 dạng của phần ước lượng khoảng cho kỳ vọng rồi. Mình sẽ chỉ còn một dạng duy nhất nữa là ước lượng tỷ lệ cho ước lượng khoảng cho tỷ lệ thôi. Được chưa? B này. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ. Được chưa? Ước lượng khoảng cho tỷ lệ thì ở trong trong đây dấu hiệu nó xuất hiện đó chính là, thôi nhìn vào cái đề bài anh sẽ chỉ luôn cho, chưa nói qua này thì sẽ khó nhìn. Bọn em có thể thấy ở trong cái đề bài nó luôn có câu hỏi là theo anh chị để đâu, hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng cho tỷ lệ này, hay là khoảng ước lượng cho tỷ lệ này, hay là ước lượng cho tỷ lệ. Tất cả trong câu hỏi đề bài nó đều thể hiện là ước lượng cho tỷ lệ. Còn nếu ước lượng cho trung bình thì đều hỏi là khoảng ước lượng trung bình, khoảng ước lượng trung bình, thấy chưa? Trung bình thì chính là kỳ vọng đấy. Nên là cứ nhìn vào đề bài sẽ biết ước lượng cho tỷ lệ hay kỳ vọng nhá. Thì các bước thực hiện như sau. Bước 1, gọi tỷ lệ. Tỷ lệ. Anh sẽ có được S bằng M chia N, N là tổng số phần tử, M là số phần tử thỏa mãn. Rồi, bước 2. Chọn thống kê. Thống kê Z ở đây sẽ bằng F trừ đi P chia cho căn bậc 2 của F nhân 1 trừ F nhân với lại căn N xấp xỉ N01. Cái này chỉ có một trường hợp duy nhất thôi nhá. Bước 3. Tìm khoảng ước lượng. Ước lượng thì luôn luôn là có 3 trường hợp rồi. Khoảng ước lượng đối xứng đó chính là F trừ đi U của 1 trừ alpha chia 2 nhân với lại căn bậc 2 của F này nhân 1 trừ F chia cho N phải tới F cộng với lại U1 trừ alpha chia 2. Nhớ là đối xứng thì luôn luôn là U1 trừ alpha chia 2 nhá. F nhân 1 trừ F chia cho N. Khoảng trái. Ước lượng phía trái. Cái này sẽ bằng là âm vô cùng tới F cộng với lại U1 trừ alpha nhân căn bậc 2 của F nhân 1 trừ F chia cho N cộng với khoảng ước lượng phía phải chính là F trừ đi U1 trừ alpha nhân căn bậc 2 của F nhân 1 trừ F chia cho n tới dương vô cùng. Ở đây bọn em có thể thấy một điều đó là cái mẫu này căn bậc 2 của f nhân 1 trừ f nó đang thay cho vị trí của sigma hoặc là s, vậy cái này sẽ tương đương như kiểu sigma hoặc f đấy, hoặc là s đấy, được chưa? Để ý một tí, sau này có một số bài bọn em sẽ cần dùng nhé. Đây là cơ bản là các cái mẫu cái form nó sẽ giống nhau hết, này khác nhau một chút thôi. Cố gắng tìm ra cái điểm khác biệt thì mình sẽ nhớ ít hơn. Bọn em xong chưa? Anh đi làm cho bọn em một bài mẫu nhá. Đọc cho anh bài 3 ở trang cuối cùng ấy. Bài 3 trang cuối cùng. Bài 3 trang 3. Bài 3 trang 3. Tại một bến xe kiểm tra ngẫu nhiên 100 xe, thế có 30 xe xuất phát đúng giờ với độ tin cậy 90%. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ xe xuất phát đúng giờ. Anh gọi thôi. Gọi F là tỷ lệ xe xuất phát. Bước 1 là xe xuất phát đúng giờ. F lúc này sẽ bằng là M chia N đúng không? Tổng số xe là 100
30 xe xuất phát đúng giờ là 30 phần 100 thì chính là 0,3. Được chưa? Một cái anh tự nhiên nhớ ra anh nhắc các bạn nhé. Cái F này, cái khoảng này nó không thể vượt quá 1, được chưa? Tại cái F này làm sao nó đi qua 1 được, đúng chưa? Nhớ nhá. Đấy, nếu mà nó vượt quá 1 thì bọn em sẽ biết là bọn em sai. Chọn thống kê. Z lúc này sẽ bằng F trừ đi P chia cho căn bậc 2 của F nhân 1 trừ F nhân căn N xấp xỉ N 01. Bài này cũng không nói gì về khoảng ước lượng trái hay phải thì sẽ quay như là ước lượng đối xứng, đúng chưa? Ước lượng, à theo bài ra ta có chứ. Theo bài thì anh có là 1 trừ alpha đây là bằng 0,95. Suy ra alpha ở đây sẽ bằng 0,05. Suy ra u của 1 trừ alpha chia 2 sẽ bằng u của 0,975 bằng 1,96. Làm nhiều nhiều sẽ nhớ được ấy. Lúc này thì khoảng ước lượng cần tìm này. Khoảng ước lượng này đối xứng. Lúc này sẽ là F này trừ đi u của 1 trừ alpha chia 2 nhân với lại căn bậc 2 của F nhân 1 trừ F chia cho N phải tới F cộng với lại u của 1 trừ alpha chia 2 nhân với lại căn bậc 2 của F nhân 1 trừ F chia cho N. Đấy chưa? Bây giờ bọn em chỉ cần là thay số vào là tính ra được. Đấy chưa? Thay số vào là tính ra được thôi. Rồi, theo câu hỏi thắc mắc gì không? Về có thể là về toàn thể bài ngày hôm nay. Về cố gắng làm bài tập đi nhá. Cái này chỉ cần làm một vài bài là nhớ hết các cái dạng ấy mà. Rồi, nếu như không có thắc mắc gì thì về nhà làm bài tập đi nhá. Buổi sau mình hẹn gặp lại. Bye.